Ôi giời. Website đào tạo Forex xin chào mọi nhà đầu tư. Mời nhà đầu tư theo dõi livestream trực tiếp trên thị trường của bên trung tâm đào tạo Forex. Tôi là Trần Quốc Minh, chủ website đào tạo Forex.com, người duy nhất trên thị trường giao dịch Forex này chia sẻ và minh chứng vào trong thị trường bằng chính những giá trị giao dịch thực tiễn của bản thân mình để cho nhà đầu tư nhìn nhận và đánh giá. Bản thân các bạn khi tham gia vào trong thị trường cần phải thấy rõ về mọi vấn đề như giao dịch thực tế, chứng minh sâu full toàn bộ lịch sử giao dịch, không có chuyện thầy dạy Forex hay á quân Forex thế giới hoặc pro trader tham gia vào trong thị trường mà chỉ bán tín hiệu hoặc cho lệnh hoặc phân tích về xu hướng mà gọi đó là trader, gọi đó là giao dịch hoặc là thực chiến trên thị trường. Không có chuyện kiến thức giao dịch Forex mà chỉ dạy vào ngày thứ bảy hay chủ nhật và người thầy dạy ở trên thị trường không chịu vận dụng chứng minh về chính những giao dịch sâu phun toàn bộ lịch sử giao dịch trên thị trường mà gọi đó là người có thể vận dụng áp dụng được vào trong thị trường thực tế. Xin lỗi nhà đầu tư, bản thân các bạn cần phải nhìn nhận, đánh giá và thấy rõ lại về mọi giá trị ở trên thị trường. Tôi mong muốn rằng những gì chúng tôi đang chia sẻ, những gì chúng tôi đang chứng minh, mọi nhà đầu tư có thể thấy rõ và tự đưa ra cho các bạn những giá trị ở trên thị trường về đầu tư Forex này. Các bạn phải hiểu rằng trên thị trường giao dịch Forex không có chuyện là bao nhiêu vốn thì sẽ có từng đấy lợi nhuận ở trên thị trường. Nó phụ thuộc vào khả năng và những kỹ năng của bản thân nhà đầu tư. Không có chuyện ở trên thị trường giao dịch Forex này sống lâu và lên lão làng hoặc là nhiều năm ở trong thị trường là có thể tồn tại, có thể giao dịch được. Xin lỗi nhà đầu tư, nhiều năm trong nghề mà không giao dịch được chỉ là nhiều năm thua lỗ ở trên thị trường về đầu tư mà thôi. Đây là điều hiển nhiên của bất kỳ một nhà đầu tư nào khi tham gia, tìm hiểu và trải nghiệm thực tế trên thị trường về đầu tư Forex này. Tôi mong muốn rằng bản thân các bạn là những người đang trải nghiệm ở trên thị trường hãy hiểu rõ về vấn đề này. Thị trường này chỉ đơn giản là đơn giản mất tiền, dễ dàng là dễ dàng. Các bạn sẽ phải tan ra bại sản trên thị trường về đầu tư Forex mà thôi. Chẳng có chuyện là kiếm tiền dễ dàng, nhanh chóng. Và nhà đầu tư phải hiểu rằng nếu mà dễ dàng có thể chơi được, dễ dàng có thể tạo ra lợi nhuận thì xin lỗi nhà đầu tư, ngoài kia đã nhăm nhả những thằng có thể giao dịch và vận dụng trực tiếp giống như thằng Trần Quốc Minh này đang chia sẻ để gửi đến nhà đầu tư. Chứ đéo có chuyện mà tham gia vào trong thị trường giao dịch Forex chỉ là gì nhỉ? Đưa ra những hình chụp trên điện thoại không xác định được đó là tài khoản live hay demo và chỉ là phân tích về xu hướng cho chiến lược vớ va vẩn trên thị trường. Ngay chính bản thân những thằng đứng ra chia sẻ nó còn không vận dụng, không áp dụng trong thực tế để chứng minh cho chúng ta thấy rõ về những giá trị này trên thị trường về đầu tư. Đây là điều mà nhà đầu tư cần phải lưu ý, cần phải trải nghiệm thực tế trên thị trường. Tôi là Trần Quốc Minh, chủ website đào tạo Forex.com, người duy nhất trên thị trường giao dịch Forex này chia sẻ và minh chứng bằng thực tiễn trên thị trường.